Rồi. Lì xì cho mấy em nhỏ nè. Đây. Ủa, không, không biết chúc Tết hả? Biết chúc Tết không? Không biết chúc Tết. Trời ơi, đúng là mấy em nhỏ luôn. Chúc anh trong nhà như đĩa. Có hào em. Ok, đúng rồi. Anh thích chú chốt sống dài như đĩa lắm em. Rồi cái chị kia chạy đi đâu rồi vậy? Đây nè, chị đang chúc anh đây nhá. Rồi có chúc Tết không em? Chúc Tết xin. Rồi thôi, về khỏi lì xì. Em nào chúc Tết thì lì xì. Rồi xong. Rồi anh chúc mấy em năm mới học giỏi, vâng lời cha mẹ nha. Cố gắng học hành cho nó tốt, rồi mình rèn luyện sức khỏe cho nó tốt, rồi chăm sóc động vật cho nó tốt nha. Trời ơi, mấy con chó dơ quá, không chịu tắm rửa gì hết, mấy con nhỏ đen. Con này tắm hoài hà, nhưng mà nó cứ đâu xuống đất hoài. Sao nó dơ dữ vậy? Em để sao tụi nó dơ, con lỗ cái lỗ tai nó vạch lên luôn này. Nó chạy nhanh quá, vạch lên á. Trời ơi, tay này ơi. Chà, cái mũi nó hoài luôn á. Tắm hoài mà nó vẫn dơ hoài hả? Ok. Đây là chó tay chó bút đồ ti cúp mà nó đối xử giống như là cục cức vậy đó. Trời ơi. Vậy anh gửi lại cái này. Anh lấy lại cho đi anh. Hả? Nó lại lì xì cho em mà tự nhiên em chạy đi đâu lì xì bạn em luôn rồi. Ở đâu phải bạn em đâu. Cháu hả? Em luôn hả? Em họ luôn hả? Ok. Ok mấy em. Giờ cái này trả cho ông ngoại em đúng không? Ừ. Ừ.